Trang Mirror Media có đăng video ghi lại cảnh Khai Hùng, tổng thư ký của Hội Thanh niên Phật giáo Trung Quốc tại Đài Loan, đùa giỡn trên giường trong tình trạng khỏa thân với một người đàn ông và hít ma túy tổng hợp. Trong đoạn video, Khai có nói chuyện thẳng với máy quay, dường như khi đó đang ngấm thuốc. Một số phần khác thì cho thấy là Khai tự quay chính mình. Mirror Media không tiết lộ thời gian cũng như địa điểm đoạn phim được quay, nhưng dẫn một nguồn tin giấu tên cho hay Khai đã nghiện ma túy từ lâu và từng nhiều lần tổ chức tiệc sách với các nhà sư khác tại chùa Tông San, nơi Khai tu tập. Tuy nhiên, Khai khẳng định rằng mình không làm điều sai trái và video đang lan truyền trên mạng là một phần trong chiến dịch bôi nhọ của chùa Tông San, nơi mà Khai đang vướng phải tranh chấp tài sản.